quay trở về nhá. Sau khi mình lên đây, mình quay lại mình thăm quan rồi mới dừng một chút, thì bây giờ mình sẽ đi về. Đấy, thì bây giờ lúc đi xuống nó đỡ mệt hơn lúc đi lên. Quan trọng nhất là bây giờ trời đã mưa, trời đã mưa rồi, bây giờ mình phải đi về thật là nhanh, không là mưa bố mình, trời mưa bố mình đi về, mình phải về trước bởi vì bố mình đi làm, thì có thể là bố mình chịu khó, bố mình sẽ ở lại làm một lúc nữa sẽ dính trời mưa đấy. Mình lười hơn mình sẽ đi về. Ui chép trơn quá, mình dính ướt quần rồi. Ok rồi, bây giờ mình sẽ đi về nhá. Ok, sẽ lùi xe. Không biết là có nhìn thấy đầu xe các kiểu không, nhưng mà do là mình không có. Đầu xe của con này thì nó khá là nó không cao. Đây, mình sẽ để như thế này nhá. Nhưng mà cơ bản là lúc đi xe thì mình sẽ phải cúi xuống một chút. Thì như thế này thì ok. Mình không biết nó có bị thấp quá không, nhưng mình sẽ lên cho cao một chút rồi. Okay. Cái này thì bình xe đang hỏng, mình còn chưa sửa được cho mẹ mình. Phải đạp, nó vẫn đang trong số các bạn ạ. Và bây giờ đang mưa rồi, không biết về số mo vẫn chưa về các bạn ạ, vẫn chưa về luôn, vẫn chưa về. Nó khó đi, cố gắng. Ok, có thể cam này sẽ vừa, và đấy cho lúc mình vào là cam sẽ hơi bị cao, bây giờ cam sẽ vừa. Ui, từ, mình phải kéo cái khẩu trang lên một chút. Ok, bật chống rung max pep lên bởi vì mình đi xe này rất là rung, không muốn nó bị rung một tí nào. Rất là khó đi, nó phải cứng tay nhá, không là trượt phát là ngã luôn, nên là bố mình có đi vào đây đâu, bố mình để xe tít ở ngoài cơ, mình muốn đi vào đây để các bạn xem thôi. Còn bố mình để xe tít ngoài, cái xe này ở ngoài ấy. Đấy. Thì bây giờ chỗ này thì các bạn nên phanh số nhá, chứ đừng nên nhắm phanh nhá. Đừng có nên nhắm phanh, bóp phanh lại ngã nhá. Thì đấy nó sẽ bị kiểu trượt, nó sẽ bị trượt bánh, nó rất nguy hiểm, nên là tốt nhất là không nên là bóp phanh quá nhiều, hạn chế thôi, bóp nhả. Đây, xe bố mình để ngay ngoài này, này. Đó. Xe hơi bị chiến đấy, mình thường mình đi rất nhiều nơi xe này, mãi sau thì mình có một chút tiền thì mình mua Winner. Bây giờ thì mình vẫn đi Winner, nhà mình thì mỗi người một xe và có hai cái xe để lên đường. Đây mình sẽ đi cách về một tí, đi đoạn trên kia trơn lắm, đi đây nó bẩn.
Thì mẹ mình vừa mới rửa xe xong thì mình cầm cái xe này mình đi. Lụa đấy, của đùa. Tuy nhiều năm không vào cái đường này rồi nhưng mà tay lái mình rất là lụa, đi cũng rất là chuyên nghiệp đấy. Lai thêm 1-2-3 con lợn nữa vẫn đi được bình thường. Nó mưa dọa một chút thôi, bây giờ nó lại trời nó lại bình thường, không biết kiểu gì luôn ạ. Dịp nào mình sẽ vào đây mình quay tiếp. Hôm nay thì có rất nhiều cảnh núi rừng đẹp, đẹp lắm. Còn cái thác nước ấy thì mình chưa có dịp mình quay bạn này. Thì hôm nay mệt quá, mình ra lâu lắm mình mới vào. Với lại trời đang mưa mình muốn về sớm một chút. Đây, trơn lắm. Xe này thì mình đi thoải mái, nhưng nếu mà mình cầm con Winner thì mình chịu luôn, không dám đi đường này. Xe này thì mình đi thoải mái luôn. Nó nhẹ, rất là nhẹ mà lốp nó ở đường ấy nó rất là bám. Đấy cho mình chỉ xuống số 1 nhé. Thì rất sợ, mình sợ không? Sợ không? Đấy. Cái này thì không nên bóp phanh nhé. Về tới nhà rồi.
kiểm tra. Ok.